Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Hub Design của mình. Thì đầu tiên chúng ta thấy được có một hình ảnh con rùa phía trước mặt và mình sẽ copy cái background lên. Và bây giờ mình sẽ chọn chữ T và mình sẽ các bạn nhớ là sẽ chọn một cái typeface nó dày một chút để chúng ta có thể làm được cái hiệu ứng lip image nha. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại một cái mình sẽ kéo này ra và mình chấp nhận. Thật sự thì cái font này, cái typeface này á, nó chưa có được dài hơn cái arial. Bây giờ mình sẽ chọn cái black để cho nó dài lên và mình sẽ phóng to cái typeface Arial này lên. Và mục đích của mình là sẽ cho con rùa chui vào hình, cho nên là mình sẽ để cái chữ T nó ở phần đầu và mình sẽ xử lý cho cái phần đầu con rùa nó chui ra khỏi cái chữ T, và mình sẽ đổ màu cho cái chữ T là màu trắng. Và bây giờ mình sẽ giảm opacity xuống để xác định được cái vị trí đầu của con rùa ha. Và mình sẽ để đây. Rồi, mục đích là mình để cho cái chú rùa này nó chui vô, nó nằm ở trong cái chữ T và nó đang cố gắng bò ra, tức là nó chui ra khỏi chữ T. Các bạn không nên để ở phía cuối nha. Phía cuối thì nó giống như cái việc mà con rùa nó đang chui vô thì hơn. Bây giờ mình sẽ góp cái ảnh này lại cho nó đồng đều, cho nó mục đích là mình chỉ lấy phần đầu thôi mà. Ok, và bây giờ mình sẽ tăng cái opacity lên. Và mình sẽ biến cái chữ T này thành cái dạng shape, tức là nó không còn là chữ nữa và mình sẽ không thay đổi được. Và mình sẽ kéo nó ở vị trí dưới. Thì cái khả năng mà lip mask á, thì nó phải bắt buộc là cái hình, cái khuôn của cái mà bạn đang muốn lip mask đang muốn lồng vô thì nó phải nằm ở phía dưới của cái hình ảnh. Và các bạn nhấp chuột trái và chọn create lip mask. Và bây giờ chú rùa nó đã chui vô cái phần chữ T đúng như mình mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ sáng tạo hơn là mình sẽ làm cho cái phần đầu của chú rùa này chui ra khỏi chữ T, và cái phần cánh tay nè và cái phần cánh tay bên đây nữa nó sẽ đang cố gắng chui ra khỏi chữ T, và chữ T nó đóng vai trò giống như là một cái cửa gì đó. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái chữ T lên phía trên và mình sẽ xử lý và mình sẽ giảm opacity xuống. Và bây giờ mình sẽ zoom to ra và mình sẽ xử lý và mình sẽ cắt cắt cái phần đầu của chú rùa này ra ra thành một cái layer để chúng ta có thể sáng tạo hơn. Mục đích của chúng ta là để cho cái phần đầu chú rùa chui ra thì mình phải cắt cái phần đầu thôi và những cái phần cánh tay nữa. Mọi người nên dùng bem nha, không nên dùng quick selection tool. Vâng, và như vậy là mình đã cắt xong cái phần đầu và cái phần cánh tay và hai cái phần cánh tay của chú rùa. Và bây giờ mình chỉ việc lồng ảnh vô. Thì các bạn thấy đó, thì cái phần ở vị trí này nó đang bị thừa ra tại vì nó sẽ không đúng với lại cái khuôn của chữ T, tức là cái khuôn của chữ T nó đang đi hẳn xuống và cái phần cánh tay này nó đang bị thừa ra. Bây giờ mình sẽ xử lý bằng cách là mình kéo chú rùa này xuống layer ở phía dưới của chữ T và mình sẽ giảm opacity xuống và mình sẽ giảm opacity xuống và mình
cắt cho nó đúng với lại cái đường hẳn như thế này. Và các bạn nhớ là chọn vô cái layer mà cái cánh tay nha, không nên chọn vô cái layer mà của chú ruột, và mình sẽ xóa nó đi. Và bây giờ mình chỉ việc kéo chú ruột xuống lên phía trên, mà mình sẽ lift image và như thế là chúng ta đã thấy được chú ruột của chúng ta đang ở trong cái khuôn của chữ T và cố gắng đang bơi ra. Và đó là cách để chúng ta làm một cái hiệu ứng lift image như thế này cho nó đẹp hơn, thay vì chúng ta lồng hình ảnh vô bình thường thôi. Và tiếp theo mình sẽ tạo cái hiệu ứng cho cái chữ T này. Mình chọn stroke, và mình sẽ chọn một cái đường viền cho nó nổi lên ha. Ở trong này sẽ có rất là nhiều màu và các bạn có thể chọn màu tùy ý. Và mình sẽ chọn cái màu vàng. Và mình sẽ tăng cái số size nó lên. Và mình suy nghĩ lại và mình sẽ chọn màu cam đi. Ha, đó mình chọn màu cam. Cho nó đồng màu với lại chú ruột luôn. Các bạn có thể cho dày lên hoặc là mỏng tùy thích ha. Ok. Và tiếp theo bây giờ mình muốn thêm cái hiệu ứng đó nữa là Auto Pro, thì cái hiệu ứng này không, mình sẽ chọn một cái hiệu ứng đó là Inner Shadow đi, tức là bóng đổ nó sẽ tỏa vô trong. Ok. Vâng, và mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái hiệu ứng lift image và hình lồng ngôn chữ, và mong là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe kênh YouTube của mình để mình làm ra nhiều video thú vị hơn và chia sẻ kiến thức về graphic design.